khôn một bữa cơm chiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lần. Và cả cuộc đời phút rồi lại có tiếp tục chương trình về xảo trúc nhé. Theo dấu chân cháu từ ngày qua sông qua núi đồi tìm thần mặt trời và tìm lời xuống ngàn lời. Tôi như con chim lạc quay về đồi cao, tôi như con thú hoang lang thang hơn đường sâu, như dòng sông qua mãn lâu, như dòng sông qua mãn lâu. Một mình lang thang.
trên đất này. Theo dấu chân cha ông từng ngày, một mình qua sông qua núi đồng, tìm thân mặt trời và tìm lời chúc thank you.
Ta rằng mình đừng nói xa để mai anh bên em cả chung bề lối cũ.
đến bên em anh như anh mới về. Nhiều lần chụp như em thân lâu, nét thương hơn em chưa từng sầu lắm. Bạn đẹp từng ngày một em sau, dù sao mong mấy em xin như cánh hoa đào. Tình đơn thương, đôi khi thấy em cười vui lòng anh sáng xuyên. Là người biết chăng anh đã yêu từ lâu.
điều mà mọi người yêu cầu đó là ca sĩ và nhạc sĩ Cao Thanh Tài sẽ tới và giao lưu chúng ta một lần nữa. Và chúng ta trong tràng hỏa tay để mời anh Cao Thanh Tài vào giao lưu chúng ta. Vâng, anh Tài đứng đợi ngoài đây, anh Tài làm gì không? Được. Vâng, chúng ta đang làm tay nữa. Ở tiếng hôm nay là một bầu trời mưa rất là lớn, nhưng mà chúng ta ở trong này có thể nói là rất là nồng nhiệt và rất là nóng, đúng không ạ? Có thể nói là hôm nay ca sĩ Thanh Tài về thì có mang cho chúng ta rất là nhiều món quà âm nhạc, và mong chúng ta hãy cho anh một tràng pháo tay lớn nữa để anh có thể gửi tới những bài hát hôm nay, đúng không ạ? Bỗng nhớ anh buồn xưa, giờ đây
nhé. Em đang đi đến dưới lấy móng vô tay em. Hả? Đi nghe vô tay phải vô theo ấy. Đi lấy xe đi. Mới chơi không?